Xin chào mọi người. Mọi người, hôm nay mình đi chợ mua được 2 bịch sườn bò ngon chưa này. Cái bịch này thì ít hơn một tí, cái này thì nhiều hơn này, cho nên là hai giá nó hơi chênh nhau một tí. Cái loại này là mình mua sườn của Mỹ nha mọi người, chứ không phải là của Hàn Quốc đâu. Sườn của Mỹ cho nên là một bịch nó mới có cái giá là 17.900 á. Chứ nếu mà cái loại này mà là của Hàn Quốc á, thì chắc là phải đến 30 đến 40.000 won á, rất là đắt. Với lại hôm nay như nó cũng giảm giá hay sao ấy. Giá bình thường là 19.000 won này, nhưng mà hôm nay người ta giảm còn có 15.200 won thôi. Cái này thì tương đương với khoảng 300.000 tiền Việt Nam. Cái loại này chắc khoảng 340 gì đó. Nhà mình thì được cái sườn bò ai cũng thích ăn á. Hôm nay thì mình sẽ làm sườn bò sốt nha mọi người. Ngon cho mọi người ơi. Trời ơi, miếng nào ra miếng đấy luôn á. Tí nữa Minju với Đông Quân đi học về chắc là thích lắm á. Ngon cho mọi người ơi. Trời ơi. Ôi, giật cơ mình. Để ở ngoài một lúc kiểu nó gần tan rồi đó. Sau khi ngâm trong vòng 2 tiếng thì mình mới vớt ra rồi mọi người ơi. Bây giờ mình để vào trong cái rổ này để cho nó nhanh ráo á. Ở đây thì mình có chuẩn bị là một ít rau này, hành tây với cà rốt với hành, baro. Còn gia vị thì mình mua được cái loại này này mọi người ơi. Cái này cực kỳ ngon luôn á. Gia vị sốt sườn á. Một ít tiêu bắc và một ít nước mắm này. Nước mắm Hàn Quốc gọi là nước tương á. Vừa nãy quên không nói tỏi này mọi người ơi. Mình sẽ cho vào đây một ít tỏi nhé. Để lại một ít tại vì như là kiểu sợ nó ngọt quá đó. Sau đó mình sẽ cho vào đây một ít mắm, một ít tiêu bắc xay này, nó thơm, một ít mè cho nó thơm, hành này. Mình làm tầm này thôi, tí nữa nếu mà nó mặn nhạt gì thì mình cho thêm á. Chứ mà làm nhiều quá mà nó lại mặn quá thì chết. Nhạt còn hơn là mặn đúng không? Sườn thì từng cái một mình dễ bắt như thế này này mọi người, để cho nó thấm gia vị á. Lần 3 cân mọi người, nhiều lắm, rổ to luôn. Mọi người nhìn rõ. Mình ướp gia vị xong rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái lép này này, bọc nó lại xong rồi để trong tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng. Bây giờ mình cho sườn vào sốt này mọi người. Bật bếp cái đã. Lấy cái ở dưới cho nó nhiều gia vị này. Cho thêm một ít hành vào đây. Bây giờ mình đóng bung vào nhé. Đây này, cứ bảo làm sao ồn ào. Minju nhà mình nó đang đánh đàn piano đó mọi người. Và bố con nó đang tranh luận gì ạ. Vừa nãy hỏi là Minju đánh đàn mẹ quay được có được không á. Nhưng mà Minju không có đồng ý cho nên là mình không có dám đến gần đâu mọi người. Giờ nó tái được một nửa rồi mọi người ơi. Mình sẽ lật lại lên nhé. Cái ở dưới thì cho lên trên, cái ở trên thì cho xuống dưới, cho nó ngấm gia vị đều á. Ngon chưa? Mình đang ngồi canh nồi sườn này mọi người ơi. Cái sườn này á, mình mà đun lửa to quá sợ nó cháy, cho nên là mình bật lửa nhỏ rồi để liu riu thôi đấy. Thơm chưa? Ủa, thơm ngon dã mà. Đông Cơn vừa nãy nó đi học về phát nó ngửi mùi nó biết ngay. Hôm nay mẹ mua sườn bò đúng không? Nó bảo thế. Hay là trong lúc đợi chờ mình đi lấy kim chi nhá. Kim chi nhà mình thì đây. Mình sẽ lấy một cái kéo và một cái đĩa đi lấy kim chi nhé mọi người. Kim chi nhà mình á, thì cái tủ lạnh này là tủ lạnh để đồ ăn bình thường. Còn tủ lạnh kim chi thì mình để ở ngoài cơ. Mọi người ơi, tủ lạnh kim chi nhà mình đây này. Ở bên Hàn Quốc đó mọi người, hầu như là nhà nào cũng có 2 cái tủ lạnh. Một tủ lạnh thì mình để ở trong nhà bếp là kiểu như để những thức ăn bình thường á. Còn tủ lạnh kim chi thì người ta hay để ở ngoài như thế này này. Nói là ở ngoài thôi nhưng mà không phải là ở ngoài hẳn đâu, kiểu như là người ta có làm một cái không gian nữa để cho mình để đồ dụng á. Bây giờ mình mở ra cho mọi người xem nhá. Đây là tủ lạnh kim chi nhà mình này mọi người ơi. Một ngăn này thì để được 4 thùng to như thế này. Nhưng mà nhà mình ăn hết một thùng rồi. Bây giờ còn một cái thùng giỏ này này, còn 3 thùng nữa. Thùng này thì đang ăn giỏ. Còn ngăn này thì cũng là kim chi nhưng mà kiểu như là mình ăn gần hết rồi á. Còn thừa chỗ thì mình để những cái đồ khác này. Chỗ này là gạo, chỗ này là mì. Còn cái này là cái gì nhỉ? Hộp nước mơ hôm nọ mình ngâm á, mình sợ nó mốc cho nên là mình để vào trong đây này. Đây này, kim chi nhà mình này mọi người ơi. Trời ơi, ngon dã man luôn á. Mình lấy cái ở dưới đi. Trời ơi, nó to quá. Ngon cho mọi người ơi. Để vào đây. Sau đó mình lấy tay mình ấn cái này xuống để cho nó thấm cái gia vị đó. Mấy cái này là không phải là kim chi đâu mọi người ơi. Mấy cái lá cải thảo mẹ mình rải lên trên á, để cho nó chống cái gì nhỉ? Chống mốc lên chẳng hạn ấy, kiểu dạng như vậy á. Mình không rõ lắm. Còn khi nào mình ăn thì mình lấy cái ở dưới. Ôi cái tay mình này. Kệ, cầm nữa. Không có nào muốn nhớ đâu chú xe. Sườn thì mình chuyển sang cái chảo này này cho nó rộng lắm. Vừa nãy cái chảo kia nó nhỏ quá. Bỏ vào đây mấy cái hành này. Thơm. Bây giờ mình tìm bảo chồng mình, anh ấy đếm thử cho nó vừa cho nhá. Opa, khăn phá cho kìa. Nếm thử không tí chê chứ. Hồi nãy là ngu thế, không bật cái điện này lên. Ok không? Vâng. Tôi không ăn thôi. Thôi hết. Chồng mình bảo là vừa rồi nhưng mà kiểu như là ấy thêm một tí nữa để cho nó thấm gia vị nữa đó. Chê hay là khen không biết. Nấu món này cho mà chê là sau thì có nhịn nữa đó. Ngon cho mọi người ơi. Ngon chưa? Watch out. 오, 잠이 좀 타는 거 아니야? 안 줬어? Ngon cho mọi người, nhìn thế này thôi nhưng mà cực kỳ ngon. Nhưng mà lên màn hình nhìn nó không được ngon mấy nhỉ. Hôm nay nhà mình sẽ ăn với kim chi này. Còn đây là ớt, loại này là ớt cay của chồng mình. Còn ớt to này là ớt dưa chuột của mình á. Mình thích ăn cái loại ớt này lắm. Chồng mình hôm nay lại uống rượu này mọi người. Mẹ chồng mới ngâm cho hộp rượu hoa quả đó. Mọi ngày thì nhà mình lấy cái bát nhỏ đơm cơm đó mọi người. Nhưng mà hôm nay thì mình cho chúng nó cái bát to. Mỗi đứa cái bát to này. Cơm thì ăn bao nhiêu mang bao nhiêu. Ăn bấy nhiêu. Wow. Chào. Cho mình ăn cắt. Ở dưới ấy, kiểu là cái gia vị nó nhiều quá. Đấy. Này, ăn đây đã. Chứ cái gì? Ngon quá mọi người. Ăn cơm đi con. Sao? Cho mỗi đứa ăn đi cơm không tí mày không ăn cơm thế. Thôi mình đưa nó ăn. Nhà mình mỗi lần có thịt á thì cơm ăn ít lắm, cho nên là mình đơm cái này ai ăn bao nhiêu thì ăn á. Ngon quá. Chồng mình bảo ngon quá. Ngon quá. Em ngoan nấu chả ngon. Em ngoan nấu chả ngon. Ngon quá. Hả? Xin chào sugo. Mọi người ngon chưa này? Ăn cái nào cắt đấy. Lúc nãy nấu nhìn nhiều nhưng bây giờ nó ít đấy nhỉ? Wow. Chồng mình vừa nãy anh khen mình, sau hôm nay lại mua được cái món thịt sườn lợn sao nay lại rẻ thế đấy. Mọi ngày mẹ chồng mình mua tính ra là rẻ gấp đôi đó mọi người. Mọi ngày cái chỗ này nếu mà mẹ chồng mình mua là phải 70.000 tiền Hàn. Hôm nay mình mua có 32.000 thôi. Trời ơi. Ăn quả ớt nó cũng ngon. Mà bây giờ phải lắm, không có đâu. Ăn một cái giờ chút thôi rồi. Cho mình bảo mai đi qua cái siêu thị đấy lại mua tiếp này này. Tại vì nó quá rẻ. Ăn thì miếng nấm luôn nè. Bán như chú đi, bán sẽ hết, bán như. Hết mà gì thế? Đó, 진짜. 괜찮은데? 미국산 좀 겜 김치 와사비 하루에 피로가 싹 나가서 스트레스가 없어지는 거 말이야 그치? 그 정도야? 맛있는데? 아니 이게 왜냐면 가격 대비 chồng mình anh bảo nó xong một ngày làm việc vất vả được ăn cái món ngon này là cảm thấy những cái mệt mỏi vất vả là nó đi hết. Hôm nay tao tự nhiên khéo mồm đấy nhở? Yêu cần. Này còn một cô sụp mình đây. Cái xương này mọi người ạ, gặm cái xương này cũng ngon hơn ngon. Nhưng mà kiểu nó hơi nhiều mỡ một tí. Mình gầy thế này là. Clear. Và kimchi. Vừa nãy tranh thủ răng quay cái kimchi tủ lạnh kimchi cho mọi người xem á. Nên là cái sườn này nó hơi bị xém một tí. Ăn thêm chút cơm. 이게 밥 먹어. 밥 먹어. 나 방금 한 공기 껌 먹었습니다. 딱 잡고 마늘을 딱 찍어서 해. Chồng mình anh chấm với cái wasabi đó mọi người. Nghiện cái đấy, ăn cái gì cũng chấm với cái wasabi ấy. Mình không ăn được. Với cái cay em cay thùng kiểu nó xông lên mũi á. Ăn miếng ớt này mọi người. Ớt dừa chuột không cay một tí nào mà ăn y như dừa chuột á. Cái má nó màu đỏ. 다이어트했는데 자기 살찌겠어. 70.8kg까지 떨어졌는데. 응? 70.8에서 엄마 때문에 실패했어. 어? 다이어트에 성공해야 돼. 70kg 밑으로 떨어졌어. 정말 anh bảo hôm nay giảm cân thất bại à? Sáng nào cũng lên cân. Sáng hôm qua cân thì được 7 bao triệu được cái nồi chứ. 70,8 cân. Tối xong chắc phải lên 72 cân. Ở bên Hàn Quốc này sắp mưa hay sao ấy. Thời tiết nó lại oi, trời ơi. Minh Chu từ lúc đi học này nó tắm 2 lần đó. Kiểu nhiều mồ hôi mà. Không ăn chưa? Minh Chu ăn rồi á. 조그마한 거 먹어야 돼. 하나 더 해줄까? 조그만 거. 내일은 6만원치 사고. 놀 데 없어. 냉동실에 넣으면 돼. Chồng bé anh bảo mai đi bệnh viện xong rồi tạt qua cái siêu thị đó mua thêm 60.000 won nữa. Trời ơi. 얘가 LA가 좋아하잖아. 60.000 won là bằng gấp đôi 2 cái bịch hôm nay mình mua. Mua để dành tại vì giá nó rẻ. Thường cái món này ở bên Hàn Quốc á, người ta chỉ ăn vào những cái dịp đặc biệt thôi. Ví dụ như là Tết lễ này, Trung Thu với lại sinh nhật á, kiểu như vậy. Mực không? Mực không? Sô kỳ nên đầy được. Chồng mình anh bảo là ở Việt Nam mình có ăn sườn bò kiểu như thế này không á? Mình bảo là mình cũng không biết nữa. Bò thì có nhưng mà kiểu người ta không có cắt miếng như này không nhỉ? Mình cũng không biết đó, ngày xưa mình ở quê làm gì có tiền mà ăn thịt bò. Không cơm mà bố. Rồi không cơm mà một chỗ. Nói đi. Phải là sắc xinh. 비주얼 3단 콤보. 많아? 응? 많아. 장어. 정우야, 3개 먹었어? 아니야, 나 살도 먹었어. Mình tưởng đông hơn nó ăn 3 cái. 3 cái ngồi tí. Thế chồng mình anh bảo là chồng mình anh cắt thịt cho nó riêng á. Và phở sốt ngon. Xe cái bắp cặp sao? Máy gia đình. Để đây bạn. Ngày xưa mình cũng không ăn được cái ớt này đâu. Tại vì mình sợ nó cay á, mình tưởng nó cay là mình không dám ăn. Thế là cái đợt làm ở hiệu cắt tóc ấy, thế người ta mới bắt ăn. Ăn thừa miếng mà nó ngon. Với lại thấy bảo là cái ớt này này nó nhiều vitamin ấy. Ăn tốt cho sức khỏe. Từ ngày đấy là mình hay mua ăn. Hôm nay ăn kim chi giỏi lắm. Tôi đang nghỉ bây giờ sốt. Sốt. Bố. Thằng này bố cho lại ông ăn. Được kia gì chắc. Này bố. Nhưng mà kiểu là dù ngon đến bấy đó mọi người, nhưng mà nó là thịt ấy, ăn nó cũng ngấy. Mình thì mình không ăn được nhiều mấy đâu. Có chồng mình anh tài ăn mấy cái thịt này. Là mẹ chồng nên khoe mẹ chồng, chắc là thích lắm, biết là rẻ như này á. Mọi ngày bà cứ đi chợ bà mua đắt mà, 1-2 cân một mà nhà lại đông. Thử rau quá, 미인이니까 이쁜이니까 살찌니까. No có mọi người không? Ăn có tí mà ăn no rồi. À quên, ăn bao nhiêu thế mà ăn no rồi chứ. 민주 ăn. 누구 와? 민주. 민주 맛있게 먹어봐요.